ơi, cho em một cái bánh cuộn full topping 11 tệ nhé. Được rồi, cái nào cũng ăn hết hả? Dạ ăn hết. Sau đó chị thêm cho em một miếng ức gà nữa đi. Được luôn, thêm một ức gà cộng 3 tệ nữa nhé. Được. Mỗi lần đến ăn bánh cuộn đều phải gọi ức gà. Hơn chục món ở đây tôi đều thích ăn hết, đặc biệt là món ớt ôm này. Vỏ bánh mới nướng xong cũng rất thơm nữa. Chị kẹp giúp em của thanh long này vào nhé. Mẹ ơi, cái này kẹp vào ngon không? Chị cứ kẹp giúp em đi. Không sao, em thích ăn. Được thôi. Kết hợp lại không biết vị sẽ như nào nhỉ. Thật đáng mong chờ. Em muốn để cả cuộn hay cắt đôi? Cắt đi chị. Ok, mỹ nữ, bánh cuộn của em xong rồi nhé. Cảm ơn chị. Đừng khách sáo. 14 tệ, các bạn thấy sao? Hôm nay dắt mọi người tới quán bánh cuốn nổi tiếng ngon nhất nhì Quảng Châu. Chị ơi, bánh cuốn thịt bò bán như thế nào ạ? Bánh cuốn nhà chị 22 tệ một đĩa 10 miếng nha gái đẹp. Ui thịt bò nhìn ngon quá ạ. Ừ, bò cô chị nuôi dưới quê nhập lên mỗi ngày đó nha. Thịt nhà chồng thì quá an tâm rồi ạ. Chị làm cho em một phần luôn nhé. Ok nhé em gái. Cái này là bột gạo đúng không ạ? Đúng rồi em, bây giờ sẽ đem vào nồi hấp. Bánh mới hấp ra mùi thơm quá mọi người ơi. Thơm quá chị ơi. Ha ha, ráng đợi thêm một xíu nhé. Dạ vâng ạ. Trung bình một ngày chị bán được bao nhiêu phần ạ? Tầm 1000 phần đó em. Cao nhiều quá ạ. Bây giờ xịt thêm dầu đậu phộng, xì dầu. Bánh của em đã xong nhé. Ngon thiệt mọi người ơi, đây là lần đầu mình ăn bánh cuốn. Phải về xin mẹ chuyển hộ khẩu tới Quảng Châu mới được. Bà chủ, đây là cái gì vậy? Đây là bánh rau. Vậy cô lấy con một cái đi. Được, con muốn loại nào? Có những cái gì vậy cô? Hẹ với thì là bắp cải muối, ớt xanh và cà tím. Bốn loại tất cả. Vậy cô cho con cà tím đi. Được rồi con gái. Một cái bánh có nhiều rau vậy luôn hả cô? Đúng rồi, gập mồm vậy mới đã chứ con. Ha ha. Nhìn xem, da mỏng và rất nhiều nhân. Mẹ kêu nay ăn chay, ra quất cái bánh thanh đạm này là đúng bài. Trên này phải mất bao lâu à? Khoảng 4 phút là được rồi con. Ủa vậy cũng nhanh. À bao nhiêu tiền một cái vậy cô? Một cái 5 tệ nhé. Ồ được ạ. Làm như này để đánh dấu bánh nhỉ? Chính xác, chiên xong sẽ dễ phân biệt hơn, không bị lấy nhầm. Chín rồi bay ơi, mùi thì là thơm nước mũi. Vớt ra thôi, bánh của con ăn được rồi đây. Xin chào, tôi muốn một cái hoa lê trắng này. Bạn có cần hộp bánh không? Cái này có 4 ngăn, 6 ngăn và 9 ngăn. Tôi lấy cái 9 ngăn nhé. Được rồi. Cái này nữa, bánh hoa lòng đỏ trứng. Được rồi. Bánh quy phô mai này cũng lấy một cái. Có liền. Cái này có nhân gì vậy ạ? Là phô mai. Được, lấy một cái này. Hoa việt quất này múc một cái. Đẹp quá, có 3 màu. Quả lê nhỏ dễ thương quá, lấy một quả lê này đi. 10 dặm kim quế lấy một cái. Được rồi. Thêm một quả vải thiều nữa. Quả hồng nhỏ cũng phải có một cái. Hộp này đã full rồi, bạn có thể ra bên quầy để chọn khăn gói. Được rồi, tôi muốn chiếc khăn hoa vàng này. Được rồi. Hộp này của tôi bao nhiêu tiền? Của bạn tổng cộng hết 112. Khăn gói mất thêm phí đúng chứ? Đúng vậy. Vài gói này hết 30. Của bạn đây. Cảm ơn. Thật sự quá tinh tế, nhìn không nỡ ăn nữa. Cái này bán như thế nào? 5 đồng một cái. Có những hương vị gì? Có hoa quế, đậu đỏ, lòng đỏ trứng. Đây là dứa và kiwi. Còn đây là dứa nguyên chất. Gì nữa ta? À đào vàng. Vị nam việt quất nữa. Đây là trà là vàng và nho khô. Đây là trà là vàng và dứa. Ngoài ra còn có quất nữa. Trong đây là quất và dứa. Nhiều hương vị vậy luôn hả? Đúng vậy, ở đây còn có táo đỏ bên trong nữa nè. Vậy chị lấy một cái này đi. Lấy một cái này. Đúng rồi, sau đó lấy thêm một cái nam việt quất nữa. Ở đây có lớn và nhỏ, chị muốn cái nào vậy? Chị muốn cái to nhé, trông có vẻ đẹp hơn. Chị muốn nhúng hai mặt hay một mặt? Hai mặt nhé. Dạ được. Ê nhìn em nhỏ quá. Dạ em 14 tuổi. Mới 14 thôi hả? Dạ đúng rồi. 14 mà bán hàng giỏi quá. Tập mình năm 14 chắc đang phá xóm chỗ nào không biết. Cái này nóng phải không? Nhiệt độ bình thường à chị? Được rồi. Có hơi lạnh một chút. Cuối cùng cũng ăn được miếng bánh gạo nếp trái cây này rồi. Đây là của Nam Việt Quất. Ăn vào dính dính. Một lớp vừng đường trắng bên ngoài rất thơm. Lần sau đến sẽ thử những hương vị khác. Ăn nhong hasezo, cho con một phần bánh xèo nhớ gì. Được, đợi một chút nhé. Vâng ạ. Còn bánh xèo này mình tìm kiếm thấy khá nổi tiếng, nên hôm nay mới tới ăn thử. Hấp dẫn quá. Giá như thế nào vậy ạ? 9,2 ngàn quân một đĩa này nhé con. Ồ, được ạ. Dì bán lâu chưa? Cũng cỡ 20 năm rồi con, nghe truyền thống của gia đình gì, qua mấy đời rồi. Ô thế thì con đến ăn đúng nơi rồi. Đúng rồi đó, con ăn chỗ gì xong sẽ không muốn ăn chỗ khác đâu nha. Chưa biết mùi vị sao mà nhìn giao diện là muốn ăn lắm rồi. Đợi chút nhé, sắp xong rồi đây. Trời ơi nhìn mà lòng tôi nao núng quá, đúng là lần đầu được ăn bánh hành hàng riêu. Được rồi đây. Ngon điên luôn mấy ní ơi. Tôi đã làm bá vương trên con phố này được nửa năm rồi.
đứng đây chọn sườn bò hết nửa ngày. Ông chủ cũng bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Ai ra, cứ lấy đại đi, muốn ăn thì đến đây bất cứ lúc nào. Tôi là một người nghe lời, mà sao ổng dí theo hoài. Nhìn thấy người qua đường bị đồ ăn mê hoặc, tôi cũng sẽ giúp hướng dẫn cách để ăn. Cách duy nhất để kiểm tra đồ ăn là thực hành. Tôi còn hay đi bắt nạt nữa. Phí gian hàng của hôm nay nhé anh Giai. Được. Còn ông bác này thì tôi không dám gây sự. Không trả tiền thì đừng đến nữa. Tôi thích ăn nhiều sao, nhưng bà chủ rất hay cằn nhằn. Không quản cắt nữa đâu, tôi đã rửa 3 lần rồi. Có người nói tôi bắt nạt người khác, đến một cái nắp lon tôi cũng lười mở. Chú, hết nha. Tôi là một người tham lam vô độ. Cái tôi tham là những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Những chiếc lưng cong rồi thẳng. Và còn có cái pháo hoa nóng hổi này. Dì ơi, cho con một ít bánh cắt nhé. Mấy người ăn vậy? Mình con hả? Dạ đúng, con ăn một mình. Trứng này đủ chưa? Ít hơn chút đi dì. Ừ, có hơi nhiều. Vậy dì cắt cho con trứng này được không? Dì lùi về bên trái chút đi. Như này hả con? Dạ đúng đúng. Trứng này ở rìa bánh, cắt xuống là đủ ăn rồi đó con. Dạ, hạ đao đi dì. Được rồi, hạ đao nha. Yên tâm đi, bánh dì tự chuẩn bị từng nguyên liệu. Ăn ngon lần sau nhớ quay lại ủng hộ dì. Đây, một miếng nhỏ xinh. Trong bánh này có gì vậy à? Đợi dì chút. Đây là gạo nếp, đậu ghiền, còn có nước sốt hoa quế này. Nước sốt hoa quế này đều do tổ tiên nhà dì tự làm. Con xem, mùi vị rất đặc biệt. Cái này là ngọt rượu, không ngọt gắt đâu. Ngon lắm. Cái này để ăn với đồ nếp à? Đúng đúng. Để xem cái này bao nhiêu, 13 tệ được không con? Dạ được. Ok, để dì cạo thêm cho một chút. Con tặng thêm ạ. Cảm ơn dì. Đừng khách sáo. Dì cho con xin một đôi đũa nhé. Ok con gái. Lần sau muốn ăn nhớ ghé chỗ dì nhé. Dạ con nhớ rồi, cảm ơn dì. Tạm biệt con. Anh trai ơi, bánh cuốn phô mai khoai môn nghiền này còn không? Còn chứ, 9 tệ. Thế làm cho em một đĩa nhé. Rồi rồi, đợi anh chút. Ông kê la, 264 tháng tuổi lần đầu mới thấy bánh cuốn ngọt. Đây là món biến tấu mà, mấy đứa Gen Z ăn nhiều lắm. Anh ơi, món này của vùng nào nghĩ ra vậy? Của sán đầu hay sao ấy? Haha, sao nghĩ ra món này hay vậy ta? Ôi chào, ăn mặn chán quá, đổi khẩu vị chút em. Biến tấu mới biết giới hạn của đồ ăn ngon tới đâu chứ. Haha, liên tục sáng tạo đổi mới mà. Đúng 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 đúng. Ô, thơm quá. Chứ nhiều, khoai môn nghiền hấp cùng phô mai không thơm cũng khó. Phô mai đỏ lát có kéo sợi được không anh? Có, kéo tới cả bao luôn cũng được. Rải sữa đặc lên trên. Em có muốn thêm topping gì không? Có ạ. Vậy thêm ngũ cốc cho em nha. Ông Kela, như vậy là ăn được rồi sao? Được rồi, được rồi. Ok, cảm ơn anh. Hay lắm nha, ăn ngon phết mày ní ơi. Nó thơm mà nó ngọt, còn có thể kéo sợi phô mai nữa. Rất thú vị. Xin chào Giai đẹp, hàu trên này bán như nào thế em? Dạ 20 tệ một chảo ạ. Ok, cho chị một chảo. Có liền ạ. Ai vô cho hàu sản khoái vậy sao? Nhân vật chính mà chị cho vậy ăn mới đã tải lên trước. Thêm vào bột ra. Một bát hả lánh. Gia vị mỗi loại một thìa. Sau đó đổ trứng khô, trộn đều lên. Học được công thức rồi, kênh nhà sẽ làm thử. Ha ha ha, nhiều feedback cho em biết kết quả nhé. Ok, giờ đổ vào chảo. Thêm một bát trứng nữa. Nếu làm ngon sẽ mở quán cạnh tranh với em. Được thôi, em đợi chị. Thơm quá. Rồi sẽ lật mặt bánh cho vàng đều. Nhìn kỹ nhé, làm sai sẽ không mở quán được đâu. Hàu chiên của chị hoàn thành rồi nhé. Cảm ơn em, ngập tràn hàu luôn các bạn ơi. Hàu béo, trứng thơm, bánh giòn và rất vừa ăn. Ăn xong quên hết công thức rồi. Vụ mở quán chắc phải giờ lại thôi. Hôm nay đến ăn bánh hoa cao lề đường. Ông chủ, bán cái này bao nhiêu tiền? 15 đồng 6 cái. Mè gạo đen, bột đậu nếp. Nè, đây là bánh hoa quế. Cái này mới hấp ra phải không? Đây, hấp tại chỗ luôn. Tôi còn có một chiếc xe ở bên kia, trên đường Hồ Nam. Ai gọi thì dừng lại phải không? Đúng vậy, vẫy tay cũng dừng lại. Lấy một cái mè gạo đen và bột đậu nếp trước đi. Tôi sẽ thử trước. Sau đó lát nữa tôi sẽ lấy thêm. Tôi muốn cái này. Cái này trước hả? Vâng. Ok. Một mè gạo rồi. Một bột đậu nếp. Vâng. Để chung luôn nhé. Được rồi. Cảm thấy đậu nếp rất ngon. Bột đậu rất thơm. Mè đen thì dai hơn một chút. Vậy tôi cũng muốn một phần. Mỗi loại hai cái nha. Được, tôi muốn chữ chúc mừng. À thôi, lấy phát tài đi. Phát tài đúng không? Đúng. Hoa quế nhé. Bột đậu nếp. Thơm chết đi được. Nước miếng tôi chảy ừng ực rồi đây. Mè gạo đen. Tôi thích nhân bột đậu nhất, sát sát dẻo dẻo, ngon quá. Hoa quế hơi ngọt. Đến Trung Quốc nhất định phải thử món này.